Xin chào tất cả quý vị các bạn, hiện tôi đang ngồi trên phiên bản Mitsubishi Triton 2020 bản Full Option với giá bán là 865 triệu đồng. Và phiên bản này thì có 12 điểm nâng cấp nổi bật. Và thực sự thì với 12 điểm nâng cấp này thì tôi đánh giá là đây là một trong những sự lựa chọn đáng giá trong phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng điểm qua 12 điểm nổi bật trên Triton 2020. Trước tiên là ngoại thất, Triton 2020 được trang bị hệ thống đèn pha tự động và hệ thống rửa đèn. Ngoài ra còn phải kể đến cảm biến góc trước và hệ thống cảm biến lùi. Rõ ràng đây là những trang bị rất là hữu ích khi chúng ta di chuyển trong phố hoặc là những cung đường chật hẹp. Những nâng cấp rõ nét được thể hiện ở không gian nội thất với 7 túi khí và đặc biệt là cửa gió trên trần xe cho hành khách phía sau. Đây là trang bị rất là hữu ích trong những điều kiện thời tiết nắng nóng và hiện là duy nhất trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Có thể nói Triton 2020 bản nâng cấp sở hữu hàng loạt tính năng ưu việt mà các đối thủ khác phải dè chừng. Đầu tiên là khóa vi sai cầu sau. Với khóa vi sai cầu sau thì xe có thể dễ dàng vượt qua những địa hình khó khăn. Các bạn có thể nhận thấy sự hữu dụng của khóa vi sai cầu sau qua bài test Euro sau đây. Tiếp đến là hệ thống giảm thiểu va chạm trước. Đây là hệ thống cần thiết trong trường hợp chúng ta buồn ngủ. Hệ thống sẽ có cảnh báo bằng hình ảnh, bằng âm thanh này. Và nếu như người lái không can thiệp thì hệ thống sẽ tự động phanh trong vòng 2 giây. Với trường hợp nhầm chân ga chân phanh thì hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn cực kỳ quan trọng. Hệ thống hoạt động trong phạm vi 4m cả tiến và lùi. Khi lỡ đạp tốc ga thì hệ thống sẽ giữ xe trong vòng 5 giây. Khi đó thì người lái hoàn toàn có thể xoay trở kịp thời. Ngoài ra còn phải kể đến hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường và hệ thống cảnh báo điểm mù. Bên cạnh Triton 2020 bản Full Option, Mitsubishi Motors Việt Nam cũng giới thiệu 4 phiên bản Triton khác. Tất cả đều mang ngôn ngữ thiết kế mới Dynamic Shield, hộp số tự động 6 cấp mới, động cơ Mivec, ngoại trừ phiên bản một cầu số sàn. Rõ ràng là với nhiều thay đổi mang tính tích cực, Triton 2020 xứng đáng là lựa chọn đáng cân nhắc khi bạn có ý định mua một mẫu xe bán tải. Và các bạn có thể theo dõi mức giá bán rất hấp dẫn của Triton ngay sau đây. Bản cao nhất là bản 2 cầu số tự động Mivec Premium là giá 865 triệu đồng. Tiếp đến là bản một cầu Mivec số tự động Premium giá 740 triệu đồng. Bản 2 cầu Mivec số sàn là 675 triệu đồng. Bản một cầu số tự động Mivec là 630 triệu đồng. Và cuối cùng là bản một cầu số sàn giá là 600 triệu đồng. Ngoài việc giới thiệu Triton 2020 thì trong khuôn khổ ngày hội Mitsubishi Festival 2019 diễn ra ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình đến hết ngày 10 tháng 11. Mitsubishi Motors Việt Nam cũng mang đến cơ hội tham quan và trải nghiệm lý thú dành cho khách hàng. Trong đó thì đáng chú ý nhất là chinh phục đỉnh cao Red Peak kỷ lục.